Xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, không chỉ đến khi Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị khởi tố bắt tạm giam, mà trong suốt vài tháng qua, cái tên này đã gây sốt trên nhiều diễn đàn, đặc biệt là đối với cộng đồng chờ chứng khoán. Năm 2017, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết từng lọt top 5 người giàu nhất sàn chứng khoán. Tuy nhiên, những lần bị xử phạt vì bán chui cổ phiếu khiến đại gia này rơi vào cảnh lao lý. Hãy cùng theo dõi tiểu sử của ông Trịnh Văn Quyết và hành trình từ Tây Trắng đến khi lọt top những người giàu nhất sàn chứng khoán và kết cục hiện tại là xa lưới pháp luật. Theo thông tin từ bài viết, khởi nghiệp tay trắng từ 14 tuổi, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết giàu cỡ nào? Trên báo Thanh niên chiều ngày 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can đối với bị can Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại Điều 211 Bộ Luật Hình sự. Theo thông tin từ công ty cổ phần tập đoàn FLC, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết sinh năm 1975 tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Ông Quyết tốt nghiệp cử nhân luật và thạc sĩ quản trị kinh doanh. Cụ thể, bài viết ông Trịnh Văn Quyết là ai? Trên báo Người lao động cho biết, ông có bằng cử nhân luật Đại học luật Hà Nội, cử nhân hành chính Học viện Hành chính Quốc gia. Thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học Evering, Mỹ, chứng chỉ đào tạo nghề luật sư Học viện Tư pháp. Tháng 3 năm 2017, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết sở hữu gần 2 tỷ USD trên sàn chứng khoán Việt Nam, nhưng không được Forbes ghi nhận tỷ phú USD và vẫn đang theo dõi đánh giá số tài sản này. Nói về quá trình dựng nghiệp, tỷ phú Trịnh Văn Quyết từng cho biết bản thân lao vào kinh doanh từ năm 14 tuổi, không bắt đầu ngay với nghiệp buôn bán mà khởi sự với công việc gia sư, rồi văn phòng gia sư và khi tích cóp được chút vốn thì gia nhập ngành kinh doanh điện thoại di động cũ, lúc đó chưa phát triển mạnh. Với thu nhập trung bình chỉ khoảng 300 USD một người, tương đương 3,3 triệu đồng thời điểm đó. Không nhiều người Việt sở hữu được một chiếc điện thoại di động vốn được xem là món hàng xa xỉ với giới kinh doanh, chứ chưa nói đến sinh viên đại học. Cũng với cách thức tương tự, ông chủ tập đoàn FLC khi đó đầu tư kinh doanh thêm đồ gỗ và tivi. Như chủ tịch FLC từng tiết lộ, thực tế một số đồ gỗ bán tại phòng trọ là hàng mua trên phố De La Thành, Hà Nội, còn tivi là từ chợ trời. Năm 2001, công ty cổ phần tư vấn quản lý và giám sát đầu tư, viết tắc SMIC, được tỷ phú Trịnh Văn Quyết thành lập với nhiệm vụ tư vấn doanh nghiệp, luật đầu tư, bất động sản, thương mại và dịch vụ. Năm 2006, văn phòng luật sư SMIC được chuyển đổi thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn SMIC. Chủ tịch tập đoàn FLC từng nhận xét, việc buôn điện thoại di động cũ cũng có nhiều điểm giống với làm bất động sản sau này, chỉ khác nhau về quy mô và mức độ phức tạp. Từ toan tính đó, năm 2010, công ty cổ phần tập đoàn FLC được thành lập. Năm 2011, mã chứng khoán FLC chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Nhìn lại lịch sử FLC có thể thấy, tập đoàn này cũng có giai đoạn phát triển khá thần tốc gắn với tên tuổi của vị doanh nhân vốn không ít tài tiếng trên thị trường chứng khoán. Theo giới thiệu của FLC, đây là một tập đoàn đa ngành nghề gồm 16 công ty con và hai công ty liên kết hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó ngành nghề cốt lõi bao gồm kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, hàng không và bất động sản. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn được thành lập vừa lên sàn vào năm 2013, FLC trở thành một trong những cái tên hot nhất trong giới bất động sản lẫn giới đầu tư chứng khoán. Công ty này cùng với người Anh FLC Faros đã có lúc đưa chủ tịch Trịnh Văn Quyết lên nhóm người giàu nhất Việt Nam, tính theo giá trị cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2017. Tuy nhiên, cùng với luồng gió mới đó cũng xuất hiện không ít điều tai tiếng liên quan đến FLC nhiều dự án của công ty này đã không hoàn thành tiến độ như dự kiến, bị khách hàng nhà thầu kiện tụng, nhiều dự án dở dàng lãng phí nguồn lực làm cho không ít người liên quan đến dự án bị thiệt hại. Cổ phiếu Rose có thời điểm lên tới hơn 200.000 đồng, nhưng sau đó đã rơi tự do trở về mức giá chỉ vài nghìn đồng một cổ phiếu, khiến rất nhiều nhà đầu tư thu lỗ nặng nề. Về kết quả kinh doanh trung bình giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020, trước khi đại dịch COVID-19 diễn ra, Mặc dù doanh thu của công ty tăng trưởng nhanh, nhưng lợi nhuận trên vốn đầu tư ROE của FLC khá thấp, chỉ đạt 5,72%. EBS của cổ phiếu chỉ đạt 731 đồng trên một cổ phiếu. Lũy kế cả năm 2021, doanh nghiệp của tỷ phú Trịnh Văn Quyết đạt lợi nhuận trước thuế 162,7 tỷ đồng, giảm thuế gần 2,6 lần so với năm 2020 so với kế hoạch kinh doanh 15.250 tỷ đồng doanh thu và 880 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. FLC mới thực hiện được 45% chỉ tiêu doanh thu và vỏn vẹn 9,5% chỉ tiêu lợi nhuận năm. Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng tài sản của FLC đạt gần 33.780 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm, vốn chủ sở hữu giảm 38%, còn khoảng 9.700 tỷ đồng. Tóm lại, cũng theo báo người lao động hiện tại ông trịnh văn quyết là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc đồng thời gián tiếp nắm quyền tại các công ty liên quan đến tập đoàn flc thường gọi là hệ sinh thái flc gồm công ty cổ phần nông dược hai viết tắt là hai công ty cổ phần xây dựng faros viết tắt là Ros, công ty cổ phần đầu tư khoáng sản amd group viết tắt là amd công ty cổ phần chứng khoán artex viết tắt là ART, công ty cổ phần liên doanh đầu tư quốc tế KLF, viết tắt là KLF, công ty cổ phần GAB, viết tắt là GAB, vân vân. Ngoài ra, ông Quyết còn là chủ tịch hội đồng quản trị hãng hàng không Bamboo Airlines mới thành lập vài năm gần đây. Hãng hàng không này hiện có vốn điều lệ 18.500 tỷ đồng. Tỷ phú chứng khoán Tỷ phú Trịnh Văn Quyết sở hữu hơn 215 triệu cổ phiếu của FLC ở công ty cổ phần xây dựng FLC Faros mã Ross. Ông nắm hơn 23,7 triệu cổ phiếu ở công ty cổ phần đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC mã GAB nắm hơn 7,6 triệu cổ phiếu và ở công ty cổ phần chứng khoán BOS mã ART nắm hơn 3,15 triệu cổ phiếu khối tài sản này đưa chủ tịch FLC vào top những người giàu nhất trên sàn chứng khoán. Nhưng đây vẫn chưa phải là thời kỳ hoàng kim khi năm 2017, tỷ phú Trịnh Văn Quyết được xếp hạng là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, năm 2017, chủ tịch FLC sở hữu quy mô tài sản vốn hóa đạt 58.852 tỷ đồng, hơn 2 tỷ USD, tăng 25.046 tỷ đồng so với năm 2016, sở hữu hơn 318,5 triệu cổ phiếu Ross, hơn 135 triệu cổ phiếu FLC và hơn 2,63 triệu cổ phiếu ART, qua đó chính thức giữ vị trí người giàu nhất sàn chứng khoán trong năm. Tuy nhiên, việc thống kê tài sản của ông chủ FLC thông qua sở hữu các cổ phiếu trên sàn chứng khoán cũng còn là một dấu hỏi lớn về giá trị cũng như tiềm năng thực sự của FLC, cũng như cá nhân tỷ phú Trịnh Văn Quyết. Với các nhà đầu tư giá trị, cổ phiếu FLC rất ít khi nằm trong danh mục của họ. Thậm chí không ít nhà đầu tư cho rằng danh xưng tỷ phú của chủ tịch FLC chỉ là tỷ phú ảo trên sàn chứng khoán trong một lần trao đổi với thanh niên tỷ phú trịnh văn quyết cho biết bản thân không quan tâm tới tin đồn về gia thế về việc mình bị bắt hay thao túng giá chứng khoán về tin đồn được chống lân chủ tịch flc nói bố mẹ tôi chỉ là công chức bình thường về hưu sớm còn vợ tôi xuất xứ tỉnh lẻ gia đình cũng cơ bản hai em gái tôi cũng chỉ là nhân viên bình thường tại tập đoàn flc ai đồn thổi tôi là con ông này bà kia hoặc được chống lân thì tôi cũng đành chỉ biết cười thôi Nói về thao túng giá cổ phiếu FLC, tỷ phú Trịnh Văn Quyết từng khẳng định bản thân không làm giá, chủ tịch FLC trả lời. Diễn biến giá cổ phiếu rất mang tính thị trường do cung cầu quyết định, hôm nay có thể lên, mai lại xuống, thị trường là như vậy. Từ hai bàn tay trắng lập nghiệp, không thể phủ nhận tài năng của ông Trịnh Văn Quyết, tuy nhiên, những sai lầm trong thời gian qua của ông đang được cơ quan công an điều tra và sẽ phải chịu hình phạt thích đáng từ pháp luật những tin tức tiếp theo về vụ việc liên quan đến ông quyết cùng quá trình điều tra vụ án sẽ được cập nhật liên tục nếu đây là tin tức bạn quan tâm đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi còn bây giờ hãy bấm vào các video ở phần màn hình kết thúc để cập nhật các tin tức khác và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo